sau khi mà nó khô rồi nó rất là chốt nha các bạn. Bạn bóp lại là nó nát hết. Cái này là ủ phân rất là tốt luôn ha. Bây giờ cái nước này nó dài quá thì bây giờ mình phải chặt nhỏ ra ha. Chặt nhỏ ra, càng nhỏ thì càng tốt. Vì tại vì nhỏ nó sẽ dễ phân hủy, mau phân hủy hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi chặt nhỏ ha.
bạn chén nước vô ha. Cứ mỗi ngày thì mở ra chén nước như vậy ha các bạn. Chén cỡ khoảng 2 ca nước ha. Bàn cột miệng bao và xem giữ một chỗ nơi một góc nào đó ha, để ha, cứ mỗi ngày các bạn moi ra thứ hai gáp, cứ mỗi ngày thì các bạn moi ra thứ hai ca ha. Rồi tính lại rồi cứ mỗi ngày ủ phân thành công để mà trồng rau nha các bạn. Bye bye.